Lý Đạo Tái, người làng Vạn Tài, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là thôn Vạn Tài, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Khi làm quan, do giỏi đối đáp, ứng xử cộng với sự uyên bác, Lý Đạo Tái nhiều lần được giao nhiệm vụ tiếp sứ giả phương Bắc. Ông đi tu trở thành đại thiền sư trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vào thời nhà Trần, một cậu bé khoảng 10 tuổi có khuôn mặt xấu xí ở xứ Bắc, tên là Lý Đạo Tái. Nhà cậu bé rất nghèo, cha mẹ cố sức làm thuê, làm mướn các nơi để nuôi con. Cha tên Huệ Tổ, vốn là người lính có công đánh dẹp Chiêm Thành, nhưng ông không chịu làm quan mà chỉ vui thú với bút nghiên sách vở. Người cha đã dạy Lý Đạo Tái học, cậu bé rất thông minh, chỉ cần đọc qua một lần đã thuộc lầu. Vào một ngày nọ, Lý Đạo Tái đi chơi trong làng. Cậu lân la định đến gần hai cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi chơi con quay. Một trong hai cậu bé nhìn lên thấy Lý Đạo Tái đi tới, liền vội vã đứng lên nói với bạn: "Chúng ta đi chỗ khác chơi đi, người ma đến đấy." Nói xong, hai cậu bé bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Lý Đạo Tái có chạy theo không. Lý Đạo Tái ngẩn ngơ nhìn theo, lắc đầu, đôi mắt hiện lên nét buồn bã. Trên đỉnh dưới xã, làng nước nghe đây, nghe đây, nghe đây. Đức vua mở hội thi đình, ai đỗ thì hội thì lên kinh thành cho kịp. Lý Đạo Tái bây giờ là chàng trai 20 tuổi. Lý Đạo Tái đi trên đường, vài người phụ nữ nhìn theo, họ xì xào bàn tán: "Con của ông bà Huệ Tổ Lê Thị đấy, cho dù mình có chịu, con gái cũng không muốn." Nói xong, hai người phụ nữ cùng cười ha hả, tiếng cười đuổi theo sau lưng Lý Đạo Tái. Ông thở dài lắc đầu. Tin Lý Đạo Tái đỗ trạng nguyên, các quan trong triều đua nhau đề nghị gả con gái, ngay cả vua cũng muốn gả công chúa. Nhưng Lý Đạo Tái một mực từ chối. Ông thốt lên bằng một câu thơ: "Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng trăm nghìn nhân duyên." Vua Trần ban chức Hàn Lâm Đại Học Sĩ cho Lý Đạo Tái. Với trí thông minh, giỏi đối đáp ứng xử cộng với sự uyên bác của mình, Lý Đạo Tái từng nhiều lần được giao nhiệm vụ tiếp sứ giả phương Bắc. Thời gian trôi qua, lúc này Lý Đạo Tái đã ở vào tuổi ngũ tuần. Vào một ngày nọ, ông cùng vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Phượng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Ra về, Lý Đạo Tái chăn trở mãi. Ông cho rằng: "Phú quý, tiền bạc, danh vọng chỉ là phù du, ta không thể lưu luyến." Lý Đạo Tái vài lần dâng biểu xin tử quan để đi tu, cuối cùng được vua Trần chấp thuận. Năm 1305, Lý Đạo Tái chính thức xuống tóc xuất gia, pháp danh là Huyền Quang. Năm 1309, niên hiệu Hưng Long thứ 17, Huyền Quang thoát bỏ tạp niệm vui, buồn, yêu, giận. Ông từng trụ trì chùa Thanh Mai ở Côn Sơn, rồi chùa Báo Ân ở kinh thành Thăng Long. Sau này, ông được thiền sư Pháp Loa rời về làm trụ trì ở chùa Vân Yên trên đỉnh núi Yên Tử, nơi phát tích dòng thiền Trúc Lâm. Người sáng lập phái dòng thiền là Điều Ngự Giác Hoàng, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Người kế nhiệm là thiền sư Pháp Loa. Thiền sư Huyền Quang được truyền làm tổ đời thứ ba của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Vào năm 1334, vị thiền sư lừng danh của Việt Nam qua đời ở tuổi 80. Người ta xem ông cùng hai vị nêu trên ngang hàng với 6 vị tổ của Thiền Tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ. Vua Trần Minh Tông sắc thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặc phong Từ Pháp Huyền Quang Tôn Giả.